vợ chồng Cường Đô La cầu cứu. Người mẫu Đàm Thu Trang, vợ ông Cường Đô La, cho biết nhiều năm qua xuất hiện các tài khoản mang tên vợ chồng cô và bán nước hoa giả. Theo đó, người mẫu Đàm Thu Trang, vợ doanh nhân Cường Đô La, vừa cầu cứu bạn bè, khán giả vì bị nhiều người lạ mạo danh, lấy tên tuổi để quảng cáo, bán những sản phẩm kém chất lượng. Cụ thể, người mẫu Đàm Thu Trang chia sẻ tình trạng này đã xảy ra trong khoảng thời gian khá dài. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của vợ chồng cô. Bởi lẽ, chính cô đã nhận về nhiều phản ứng của nhiều người nên quyết định phải lên tiếng. Cô nói, rất nhiều tin nhắn gửi đến tôi để hỏi về chuyện bán nước hoa trên TikTok. Tôi và chồng không dùng TikTok. Chuyện họ giả mạo chúng tôi để buôn bán thì thú thật chúng tôi không có cách nào xử lý. Thậm chí, vợ chồng Cường Đô La đã làm việc với bên TikTok nhưng câu trả lời mà cô được nhận là chỉ có cách vợ chồng lập kênh chính chủ, rồi báo cáo những tài khoản đó. Nhưng chúng tôi thấy mình không phù hợp với nền tảng này nên không sử dụng, Đàm Thu Trang chia sẻ. Trước đây, Cường Đô La cũng từng lên tiếng về việc một số tài khoản mạng xã hội giả mạo tên của mình dù anh không sử dụng bất cứ tài khoản TikTok nào. Thời điểm đó, nam doanh nhân không chỉ bị giả mạo tên mà những video siêu xe của anh cũng bị người lạ đăng tải tràn lan trên TikTok, kèm nội dung câu view, đi theo hướng tiêu cực. Thật sự không thể hiểu được sao lại có những thành phần ở không đến mức giả mạo người khác để làm gì nữa. Nếu có thể mong mọi người chung tay và báo cáo giúp mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, Cường Đô La tỏ ra bức xúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.